Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Long Quang. Quý Phật tử thân mến, ngày hôm nay đó là một ngày tu an lạc, và quý Phật tử trang nghiêm trở về đây niệm Phật tu tập để được nghe Pháp, xin phát nguyện một ngày tu tập an lạc thật là trọn vẹn công đức. Và sư rất là hạnh phúc được gặp lại toàn thể quý Phật tử đạo tràng chùa Long Quang sáng hôm nay. Và sư chúc cho các vị một ngày tu an lạc được nhiều công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Bài pháp mà sư gửi đến cho các vị hôm nay đó là mình thay đổi cách nhìn, mình thay đổi đời mình, thay đổi vận mệnh của mình. Nghĩa là xấu hay tốt do cách nhìn của mình, hạnh phúc hay khổ đau do cái quan niệm sống của mình. Nó quá dễ rồi. Nếu mình biết thay đổi một chút là khổ trở thành hết khổ. Mình biết nhìn đúng đắn thì cái người hay than trở thành cái người an lạc, lúc nào cũng nói lời lành. Cái người biết thay đổi cái nhìn trong chánh kiến thì cuộc sống sẽ có rất là nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Mình nói sáng nay đi nghe Pháp vui vậy, gặp sư hoan hỷ như vậy, huynh đệ hạnh phúc như vậy, tôi về nhà tôi chán như vậy thì thôi rồi còn cái gì nữa, phải không nào? Cho nên chúng ta sẽ nghe một cái bài pháp để mình thay đổi cái nhìn, thay đổi quan điểm sống, để lúc nào mình cũng được an lạc trong chánh pháp. Đạo tràng có đồng ý không ạ? Thì sư kể cho các vị nghe cái câu chuyện như vậy, các vị xem cũng có mình ở trong đó. Có một cái ông già giàu kia, thì ông rất là thích trồng cây và chăm sóc vườn. Bởi vì ông thích là nhìn ra có một bãi cỏ xanh rì, êm mát như tấm thảm nhung trước nhà. Đặc biệt là khi trời nắng gắt mà nhìn ra đó, có bãi cỏ màu xanh đó, thì ông thấy hạnh phúc. Cho nên ông tận dụng tất cả những thời gian nhàn rỗi của mình để chăm sóc cái thảm cỏ. Và ai đến ông cũng là hãnh diện. Bởi vì là ngoài cái chuyện đi vào trong nhà uống trà tiếp khách, ông còn nói, đấy, nhìn xem coi cái vườn của tôi kìa, có cây xanh, có hoa lá. Và như vậy, ở đây các vị có nhà hay có chùa mà chung quanh biết trồng cây, trồng cỏ, thì sư nói đó cũng là một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Thì sư kể tiếp cái câu chuyện, cái ông này giàu có, nhưng mà khi mà ông lớn tuổi rồi đó, thì ông không chỉ là tiêu khiển bằng cái sự hưởng thụ đâu, mà ông thích làm việc. Ông trồng cây, trồng cỏ, xanh mướt một cái thảm nhung. Ông tận dụng mọi giây phút nhàn rỗi để chăm sóc và hãnh diện khi có khách quý bạn bè đến thăm. Thì ông nghĩ rằng là giới thiệu cái vườn cỏ tôi trồng hạnh phúc hơn là giới thiệu những cái đồ quý ở trong nhà. Ai đến ông cũng khoe hết. Cho nên đó, cái mùa đông đó là bãi cỏ vẫn có một màu xanh tuyệt đẹp. Nhưng mà khi bắt đầu nắng ấm mùa xuân đến, thì cái thảm cỏ xanh đó tự nhiên nó xuất hiện những bông hoa màu vàng. Và sang mùa xuân cái cỏ nó cũng có hoa nữa các vị, nó nở bông màu vàng ra. Nhưng mà ông rất là bực mình. Ông nói tôi trồng cỏ xanh, tôi đâu có trồng bông, mà tự nhiên cỏ nó nở anh chi bông vàng chi vậy. Ông bực mình lắm, cứ ra cứ lẩm bẩm hoài. Ai muốn đến thăm, ông phải đừng có đến thăm. Tôi trồng cỏ xanh nó ra bông vàng đầy hết, tới đây làm chi, tôi đang bực mình đây nè. Rồi các vị biết làm sao không? Ông mới nhổ hết lên. Nhổ rồi thì sáng nó đâm chồi nảy lọc lên cái khác rồi nở bông vàng nữa. Cho nên ông cứ nhổ tận gốc rễ, càng nhổ thì nó càng mọc nhiều hơn, là vì cái mùa xuân á là cái mùa mà nó nở cái loại cỏ có hoa vàng. Và cuối cùng ông tức quá, ông mới dùng thuốc để mà diệt cái hoa vàng đó đi.
nhưng mà nó lại gây hại cho cỏ. Chết bông là chết cỏ luôn, hư đất luôn. Cho nên cuối cùng, ông lo lắng, ông buồn rầu, ông mất ăn, mất ngủ. Một hôm, ông buồn bã than với vợ. Trời ơi, phải làm gì bây giờ? Tôi trồng cỏ xanh, mà bây giờ nó ra bông vàng. Càng nhổ, nó càng ra nhiều. Mà xịt thuốc á, thì chết hết cả cỏ, cả cây. Bây giờ cái cỏ với bông không mà trị không được đây nè. Thì người vợ thì rất là dễ thương. Thì người vợ hay nghe pháp, biết tu tập. Cho nên người vợ mới trả lời với ông như vậy. Ông à, tôi thấy ông siêng năng trồng cỏ. Tôi quý ông lắm. Tại vì ông không có lười biếng. Nhưng mà tại sao ông không tìm cách yêu quý những bông hoa vàng? Ông yêu cỏ xanh thì ông cũng nên yêu hoa vàng. Tại sao ông tìm cách tiêu diệt nó đi? Ông nói, bà biết tôi mà. Tôi mê cỏ. Vì cỏ là nó làm cho mình mát mẻ. Cỏ ngồi trên như tấm thảm. Và cỏ là màu xanh của môi trường. Bông cũng đẹp mà tôi nói tôi không có ưa. Thì người vợ mới nói, chính vì ông không ưa nên ông mất ăn, mất ngủ. Rồi ông diệt hoa thì diệt cả cỏ, ông làm hư hết đất đai. Cho nên tôi nói ông nghe, ông hãy bắt đầu tập yêu hoa vàng đi. Thì nghe lời người vợ, ông thay đổi. Ông thương vợ cho ông nghe lời. Ông không còn bận tâm tiêu diệt những bông hoa vàng, mà bắt đầu ông dành thời gian ngồi ngắm hoa coi cái bông vàng nó đẹp như thế nào. Lúc trước chỉ ngắm cỏ xanh, bây giờ ngắm cái hoa vàng. Mà hoa vàng nằm ở dưới đất đó, nó nhỏ xíu à. Cái hoa nó không có lớn như là hoa cúc hay hoa hướng dương. Mà nó bé xíu xíu xíu. Mà nó cũng có nhụy đàng hoàng, mà nó cũng có những cái cánh dễ thương. Và nó mọc thâm thấp như cỏ vậy. Mà nó rợp hết trơn như vậy. Thế bắt đầu ông ngắm thì sao? Ông khám phá ra là hoa cũng rất đẹp giữa cái thảm cỏ xanh này. Bắt đầu từ từ, ông ngắm nó mỗi ngày. Ông thấy thảm cỏ mà điểm những cái hoa vàng đẹp hơn. Tại sao mình lại muốn diệt hoa đi? Và do vậy, ông giảm dần cái khó chịu. Ông thấy những bông hoa kia như là những nốt nhạc. Và tự nhiên ông thấy rằng đời ông có niềm vui, hạnh phúc. Nhất là vợ với con gái ông lại rất thích những bông hoa vàng kia. Và từ đó ông thấy cuộc sống rất là vui. Đó. Thì như vậy là đến mùa đông đó, thì những cái bông hoa vàng nó chết đi, thì lại một cái thảm cỏ xanh cho ông là tận hưởng cái màu xanh của thiên nhiên. Nhưng mà đến mùa xuân thì hoa vàng rực rỡ nở ra cho đến mùa hè, thì ông rất là hạnh phúc. Ông thấy hoa vàng cũng đẹp mà mọi người cũng vui ngắm hoa mà. Cho nên ông không có giận dữ nữa. Như vậy, nếu mà cái nhà giàu đó mà không nghe theo lời khuyên của vợ, không thay đổi cách nhìn về những bông hoa vàng trên thảm cỏ xanh, thì ông không bao giờ thấy được cái nét đẹp của nó. Lúc nào ông cũng cảm thấy bực mình và không có niềm vui. Và khi ông nhìn cái bông hoa vàng mà ông không vui thì ông bực mình. Ông muốn khuất mắt đi, ông muốn giết nó đi. Cho nên chỉ bằng cái nhìn thôi, hôm qua ghét, mà nay hết ghét, thì hôm qua khổ đau, hôm nay được hạnh phúc rồi. Mà đâu có thay đổi, hoa nó đâu có chết đâu, nó vẫn đó đó. Nhưng mà ông không bực bội nữa, mà ông thấy hạnh phúc. Như vậy, hoàn cảnh có thể không như ý muốn, nhưng nếu mình lựa chọn một cái nhìn hài hòa hơn, thì tự nhiên cuộc sống mình cũng tích cực hơn, vui tươi hơn. Như vậy là do hoàn cảnh hay là do cái nhìn của cái vị này thưa toàn thể đại chúng? Cho nên ai có thể thay đổi được cái nhìn để không làm khổ mình, đó là một nghệ thuật sống. Vậy thì bây giờ mình về nhà, các vị ở đây sư thấy đạo tràng mình người nữ đông hơn người nam, mặc dù cũng có rất là nhiều thiện nam tinh tấn đang ngồi ở đây. Các vị đừng nói cái chuyện vô trong chánh điện với ngồi nghe pháp là chuyện mấy bà. Tôi là nam nhi chi chí, tôi phải làm việc lớn.
Việc lớn gì mà không chịu nghe Pháp? Phải nghe Pháp. Nghe Pháp làm cho mình thay đổi những cái quan niệm xấu, quan niệm đau buồn, quan niệm khổ đau. Cho nên làm thì chia ra mà làm. À, tôi trồng cây, bà nấu cơm. Thấy không? Tôi đưa con đi học, bà tắm rửa con. Chia nhau ra. Nhưng mà nghe Pháp là nhiệm vụ chung. Ai cũng phải nghe. Bởi vì có nghe Pháp thì thay đổi được cái nhìn trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy nếu muốn cuộc đời của mình vui tươi, phát triển theo đời sống, theo cái hướng tích cực, thì bạn phải bỏ qua lối sống tiêu cực. Mà cái lối sống tiêu cực là sao? Trước hết là mình phải thay đổi chính mình đi. Mình cứ muốn cuộc đời phải thế này thế kia mà mình không thay đổi chính mình. Khi mình không thay đổi được hoàn cảnh, mình hãy thay đổi chính mình. Mình mới an vui được. Sư nói với các vị như thế. Chẳng như bây giờ nó mùa nắng, mùa hè như thế này. Mình ngồi trong chánh điện thì nó chật. Làm sao 200-300 người nghe Pháp đây? Thì thầy với lại các bác hộ trì đạo tràng phải làm một cái nhà mát đẹp đẽ như vậy. Đó là mình thay đổi. Thì vẫn ngồi được ở bên ngoài, mà ngồi được đông người thì phải nghĩ tới một cái giải pháp khác. Nghĩa là mình phải làm sao mình thay đổi được để thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh, chứ không phải than vãn. Ngày tu đông thì mình phải là chịu khó, là căn nhà bạc, có mái che, có âm thanh để cho mọi người được nghe Pháp thông thoáng. Mà ngồi ở bên ngoài, nó cũng có cái hạnh phúc của người ngồi bên ngoài. Ngồi ở trong chánh điện, nó có hạnh phúc của người ngồi trong chánh điện, là bởi vì ngồi nghe Pháp mà, nghe nhìn thấy Đức Phật. Ngồi ở đây thì ngồi ở bên ngoài thì thấy trời trăng mây gió, mình thấy hoa vàng lá thắm, rồi là mình làm những cái tấm phông đẹp đẽ như vậy. Cái cảnh nào, hoàn cảnh nào mình cũng mô Phật, rất là biết ơn, tinh tấn tu, tinh tấn chuyển hóa cuộc sống của mình. Ai mà nghe Pháp hôm nay tu tập tiến bộ là cái miệng bớt than vãn. Tại cái người mà không hài lòng, thế nào cũng than với trách. Nhưng mà mình làm cha mẹ, mình làm thầy, mình phải dạy dỗ, mình phải chỉnh đốn. Chứ không phải mình làm cục đất mà mình ngồi im. Nhưng mà mình dạy dỗ, mình chỉnh đốn, mình để cho tốt lên thôi, chứ không phải suốt ngày mình càm ràm. Cho nên mình dạy con mình, nhắc nhở con mình một lần, hai lần được rồi, để nó tự suy nghĩ, nó thay đổi. Chứ mới dạy nó chưa kịp, thay đổi liền, chưa tốt liền theo ý mình, bắt máy mình ngồi mình nói riết à. Thì nó thích đi chơi, bởi vì về nhà đó, ba má đó, khảo nó quá, nó mệt, nó bỏ đi chơi. Thành ra mình muốn con mình ở nhà với mình và lo học hành, thì mình cũng ít nói thôi. Mình đừng có đòi hỏi nhiều quá. Cho nên trước hết là thái độ sống của mình nên thay đổi. Nói nhiều thì mình bớt nói lại. Hay cằn nhằn, đừng có cằn nhằn nữa. Tại vì hôm nay đó, mình nghe bài Pháp để thấy rằng đó, mình cằn nhằn, mình phàn nàn, trách móc là mình không hài lòng cuộc sống. Mà hôm nay sư giảng bài gì? Thay đổi cái nhìn là tự nhiên có hạnh phúc. Mà mình càm ràm hoài, tức là mình không thay đổi cái nhìn, mà mình muốn người ta phải thay đổi cho vừa ý mình. Mà cuộc đời này cái đó khó lắm. Trước hết là mình tự thay đổi chính mình. Mình là tấm gương đi thì nội. Cái việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình đã dạy con rất nhiều. Nhưng bản thân mình không tốt, mà mình muốn con mình tốt. Con mình phải thành công, con mình phải thế này thế kia. Cho nên trước hết hãy có cái hành trình bắt đầu thay đổi tự thân mình, thưa các vị. Người thành công luôn có lối đi riêng cho mình là vậy. Đó là một cuộc hành trình bắt đầu từ chính bản thân mình. Thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi môi trường sống. Cái ngay cái nhà của mình. Ví dụ mùa này miền Bắc với miền Trung thì quá nóng, gọi là mùa hè.
rồi lại thêm bị thay đổi khí hậu vì do con người ta phá hoại, môi trường phá hoại, rừng xanh lá thắm, cho nên nhiệt độ nó biến đổi khí hậu, nó nóng lên rất nhiều. Ở đâu cũng vì lòng tham mà phá hoại môi trường sống. Có một số đất nước họ rất nghiêm khắc, họ không cho chặt cây. Chặt một cây phải trồng lại mấy cây mà phải chăm sóc. Và có những khu rừng họ bảo vệ tuyệt đối không được xâm phạm. Chúng ta cũng vậy, cũng có luật bảo vệ rừng xanh, bảo vệ môi trường. Mà Việt Nam là một đất nước có rất là nhiều rừng xanh lá thắm. Mà bây giờ nóng như vậy nè, là xét lại cũng có lòng tham của chúng ta. Rồi giờ nói trời nóng quá à. Thấy không? Mình tham mà mình có biết là cũng do mình trong đó. Có một em sinh viên nó bảo, con không có chê mùa hè miền Bắc. Hỏi tại sao vậy? Nó nói tại vì trong miền Nam của xưa, ở quê em có hai mùa mưa nắng à. Còn miền Bắc của con có bốn mùa xuân hạ thu đông. Chứ mùa hạ phải nóng thôi. Thì vì mùa hạ nóng, cho nên mùa thu nó mới đẹp, nó mới mát mẻ, thanh bình. Mùa đông lạnh thì mới thấy giá trị của mùa xuân. Cảm nhận được cái nóng mùa hè mới thấy quý cái gió mùa thu. Và mới thấy cái mùa đông lạnh lẽo rồi mùa xuân mới vô cùng giá trị. Cho nên thay đổi cái quan niệm có hè mới có thu, cái là mình hết bực mình. Thế cũng là do cái suy nghĩ của mình. Chứ mà ông trời cho mát hoài thì không phải là cuộc đời. Sư nói vậy đúng không các vị? Đó. Cho nên trong nhà mình cũng có lúc hạnh phúc vô cùng, mà cũng có lúc bực dọc gây gỗ. Chứ mình nói tôi muốn ra đi khỏi cái nhà này, tôi muốn ly dị, tại vì gây gỗ hoài à. Không, chính cái gây gỗ đó mình biết. Cuộc sống gia đình cũng có lúc khó khăn, gọi là có thăng rồi có trầm, có hạnh phúc có khổ đau, mới thấy giá trị của cái người biết tu tập. Cho nên gây gỗ một chút rồi thôi, thôi không gây nữa. Mình phải là yêu thương nhau, kính trọng nhau, giúp đỡ nhau. Bởi vì cuộc sống này đó, mà nó cứ như một dòng sông trôi lặng lẽ thì không phải là cuộc đời. Cuộc đời này có bão táp, có phong ba thì mới có thanh bình êm ả của một dòng sông. Cho nên khi vợ chồng có lời qua tiếng lại rồi thì thôi, cũng phải xin lỗi nhau và cảm ơn nhau. Như vậy mới gọi là thay đổi cách nhìn. Chứ sau bao nhiêu sự gian khó hy sinh cho nhau mình không kể, mà gây lộn có một câu mình nói xấu người ta hoài. Nếu không yêu nhau, tôn trọng nhau, làm sao vợ chồng sống với nhau, rồi sanh con đẻ cái, có nhà có cửa. Vậy mà nhiều khi có mấy mặt con có sự nghiệp đầy đủ, đùng một cái đường ai nấy đi, bởi vì không có thay đổi để mà phù hợp, chịu đựng cho nhau. Sư thấy cái người dân lao động chất phác của mình đó thì sức chịu đựng cao, và ít có khi nào vì những cái chuyện lặt vặt mà đưa đến chia tay lắm. Họ vì tình vì nghĩa họ sống với nhau tới già, tới răng long đầu bạc. Tại vì bản chất của người dân lao động của chúng ta là kham khổ chịu đựng, cho nên là họ cũng ráng mà chịu đựng nhau cho đến cuối đời. Nhưng mà càm ràm, ông không nói nhiều thì bà nói nhiều. Thì mình nghe để bớt càm ràm nhau, mà cảm ơn nhau nhiều hơn, cuộc sống nó mới đẹp. Bây giờ người ta xài bếp ga với bếp điện không à? Nhưng mà cũng có nhà vẫn còn nấu bếp củi. Mà cái nấu củi đó đó, mà không khéo thì cơm cháy cơm khê. Thì ông đi làm về mệt, mới nói đi làm về mệt, bà cho ăn cơm vậy đó hả? Cái là hầm hầm không có thèm ăn. Đi vô tủ lấy tô mì chế, ra một góc ngồi ăn một mình. Ý là giận bà không có đảm đang, nấu cơm mà cũng khê khét. Thành ra là bà thì ăn cơm khê, ông ăn mì gói, có vui không? Đó. Nhưng mà nếu mà ông thay đổi cái nhìn một chút, ông nói ồi hồi nhỏ tôi cũng thích cơm cháy lắm nha. Đó, bây giờ răng nó rung rây rồi, thì tôi cũng không thích cơm cháy, nhưng mà hồi nhỏ tôi thích cơm khét lắm ạ.
cho nên lâu lâu bà cho tôi ăn bữa cơm khê vậy cũng ngon. Nhưng mà đâu phải khê hết nồi, cứ việc lấy phần cơm mà ăn. Đâu phải khê là cháy hết nồi đâu. Nhưng mà vẫn cảm ơn, thôi cảm ơn bà. Nấu cơm khê mà cũng còn có canh, có nồi kho cho tôi ăn vậy, tôi cảm ơn. Thì có phải bà cảm động không? Mình nấu cơm khê mà ông không rời, mà ông vẫn cảm ơn mình. Thế là thay đổi cái cách nhìn một chút, thông cảm một chút, hai vợ chồng đều vui. Còn nếu có chế tô mì thì hai người cùng ăn. Chan mì vô cơm mà ăn nhiều khi cũng ngon lắm. Có không? Có. Cho nên là không có cái việc gì mà mình phải cằn nhằn. Chỉ cần thay đổi cái nhìn, bớt khó chịu một chút thì vợ chồng an vui. Như vậy, con người ta nếu không thay đổi cái nhìn, lúc nào cũng nặng nề. Nếu như mình không hài lòng cái tánh của bà thì mình sẽ khổ. Bây giờ mới có 40 tuổi à, mình sẽ khổ thêm 40 năm nữa. Ví dụ mình sống được 80 tuổi thì mình sẽ khổ 40 năm. Bởi vì mình không ưa bà. Bỏ thì không bỏ mà phải sống chung, nên rất là bực dọc 40 năm. Thì chi bằng ta tha thứ cho nhau hết, ta sống hạnh phúc thêm 40 năm. Có khi 50 năm, mà có khi 1 năm vẫn là hạnh phúc. Đừng có để chết rồi cái tôi ân hận quá, hỏi sao vậy? Bà trúng gió chết mà hai vợ chồng đang giận nhau mấy ngày nay không có nói chuyện. Bây giờ trúng gió chết rồi, chưa kịp nói gì hết. Cho nên đừng có để chuyện đó xảy ra. Giận chút là hết liền. Bởi vì đời vô thường. Nếu mà giận nhau không nói chuyện, trời ơi, sáng ra thấy ngủ đi luôn rồi, chuyện đó nhiều lắm. Thành ra đừng có nên như vậy. Sư nói có đúng không các vị? Ừ. Và như vậy, đó là tâm từ bi đó. Mình có nói đạo Phật từ bi không à? Rồi mình ca ngợi Phật đản sanh là mình kính Phật, thương Phật, lạy Phật vì Phật từ bi, Phật trí tuệ. Mà mình là Phật tử, là con Phật, mà sao chẳng giống Phật? Mình giận ai thâm canh cố đế, mình ghét ai để trong bụng, như vậy đâu phải là con Phật. Tại vì Phật từ bi, Phật đâu có để bụng như vậy. Cho nên chúng ta hãy thay đổi quan điểm sống, mở tâm từ bi. Người mình có ghét người ta đi chăng nữa, người ta vẫn có những cái tốt. Mà khi mình tha thứ cho người rồi đó, thì tự nhiên người ta sẽ cảm nhận được dù không nói ra. Các vị biết cái trường năng lượng nó mạnh lắm. Đâu có phải là tôi thương các vị thì các vị mới hiểu đâu. Đôi khi không nói vẫn hiểu. Tại cái trường năng lượng của mình là trường năng lượng từ bi. Thì mình không nói người ta vẫn quý. Có người nói hay mà cả đời đâu có làm chuyện hay, cho nên đâu có ai thích. Có người không nói mà làm, gọi là trường năng lượng rất tốt. Cho nên cái trường năng lượng nó xuất phát từ cái tâm từ bi. Thế sư thấy các vị có trường năng lượng tốt, nhưng mà hay cảm ràm, hay bực mình, hay chê, hay phê phán là có. Thì sửa nha không? Đó. Thì Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà Phật toàn vẹn như một viên ngọc không tì vết. Nói tốt, lời hay, tâm tốt, tấm lòng thì từ bi, hỷ xả, yêu thương. Mình phải học Phật. Đó. Cho nên thưa toàn thể đạo tràng, nếu các vị mở tâm từ bi, dẹp bỏ thành kiến, tức là suy nghĩ xấu về người khác, thì tự nhiên đời sống mình nó rất là nhẹ nhàng. Hãy đập bỏ các thành kiến đi mà thay đổi tự thân. Sư thấy các vị cứ lần lượt xếp hàng vô ngồi rất là dễ thương. Nhưng mà có những cái nơi sư đến đó, nó cách có hai cái hàng ghế không có người ngồi. Rồi phía dưới đông thiệt là đông. Lâu lâu cách một cái hàng ghế, hay là cách hai ba cái ghế. Sư nói ủa, sao mà cách mấy cái hàng ghế vậy nè mà không ngồi sát lên? Cái không trả lời, im lặng hết. Cái rồi ông thầy trụ trì, ông phải ra, ông phải sắp, ông phải dồn ra, ông làm sao đó. Một chập là kín hết, không có ghế trống. Rồi ông lên, ông nói nhỏ, ông nói sư hoan hỷ.
bà nọ không ưa bà kia nên chừa ghế ra. Đó, các vị thấy không? Chỉ là vì không ưa nhau cho nên là chừa ra đâu có ngồi gần. Thành ra là mình đã không ngồi gần cái bà đó rồi, mình còn nói bà ngồi gần chi vậy, tôi đã chừa ra là bà ngồi hả? Rồi nghe lời nó lôi xuống kia chừa hai hàng ghế trống. Người này mình ưa thì mình ngồi gần, người kia không ưa thì mình liếc, mình không ngồi gần. Thế như vậy mình không phải là con Đức Phật. Bây giờ nghe bài pháp hôm nay, mình bỏ cái thành kiến là gì? Mình trước đây ghét bà thiệt á, nhưng mà bà cũng tốt chứ phải không? Nhớ lại cái hồi mà nhà mình có những chuyện khó khăn, bà cũng có từng giúp mình chứ không phải không? Hay là bà cũng từng cho chùa mượn cái này mượn cái kia, bà cũng ủng hộ đạo tràng cái việc này việc nọ. Tức là mình nhớ coi cái bà này có cái tốt gì, rồi quên cái xấu của bà đi, rồi từ từ mình tha thứ cho người ta. Thì tự nhiên bên kia, dù bên này không nói ra mà bên kia vẫn cảm nhận được, gọi là trường năng lượng an lành. Sư rất mong các vị thay đổi. Có một cái cửa hàng đèn sáng trưng suốt à, mà có cái cửa hàng tối hù à. Cho nên có người mới hỏi tiệm của anh dùng cái loại đèn nào. Tốt quá à. Tôi thấy đèn sáng hoài à. Mà cái nhà bên kia không biết mua cái đèn hiệu gì, mà ngày thì sáng, ngày thì lu câm. Ông chủ cửa hàng mới nói đèn tôi cũng hư hoài đó chứ, nhưng tôi thay liền, hư là tôi thay liền. Cho nên là tôi duy trì ánh sáng bằng cách là gì? Thay đổi. Đèn hư là đổi. Cho nên cái cửa hàng của tôi nó sáng hoài. Còn cái nhà kia cũng hư đèn, nhưng mà làm biến, mà kéo, mà thấy lu lu cũng được. Cho nên cứ để đèn lu mà xài. Còn cái người này đèn cũng lu cũng mờ, thay liền. Tại vì họ không có thích để cho cái người ta đến mua hàng mà phải nhìn cái cảnh hàng hóa nó tranh tối tranh sáng, không biết thật biết giả. Vì vậy cái sáng đó là gì? Là thay đổi. Duy trì ánh sáng chỉ cần thay đổi thôi, chứ cũng không có cái đèn nào mà nó tốt hoài, nó không hư. Có một người đi tìm việc làm, đi hoài à, đâu có ai mời làm đâu. Và đi dọc dọc trên cái hành lang, thấy có mấy cái tờ rác nó xả trên mặt đất, anh ta mới lượm lên bỏ vô thùng. Thấy những người mà phụ trách tuyển nhân viên á, vô tình thấy anh này lượm rác bỏ vô thùng, mới nhận vô làm việc luôn. Hỏi sao vậy? Tôi thấy anh này có ý thức bảo vệ tập thể. Mà đến đây đâu phải cơ quan của anh đâu, mà anh thấy rác anh bốc anh bỏ vô thùng, tôi tuyển vô. Tại vì cơ quan chúng tôi thiếu những người sống vì cả chung. Cho nên ông chủ dặn hãy tuyển người sống cho tập thể, là làm nhân lành lập tức có quả lành, quả lành đến ngay tức thì, chỉ cần làm việc tốt dù rất nhỏ. Chứ đừng có cầu xin và cầu kiếp sau, ngay bây giờ hãy làm việc tốt. Có một đứa bé nói với mẹ, mẹ ơi hôm nay mẹ rất đẹp. Nói, sao mà mẹ nịnh má vậy, má nay má già rồi, sao mà mẹ khen má đẹp? Má ơi hôm nay má đẹp bởi vì má không hề nổi giận, từ sáng giờ con thấy má cười hoài à, nên má đẹp. Cho nên đẹp cũng rất đơn giản, không phải trang điểm mà đẹp, mà mình hãy cười. Một nụ cười chan chứa yêu thương, đó là một vẻ đẹp không tốn tiền. Có một đoàn người đi rất xa, hôm nay là xe cộ hư hết, mà phải lên cái chùa trên huyện để làm lễ. Đáng lẽ có xe đưa đi, mà mấy chiếc xe ngày lễ lớn xe bận hết, còn xe mà chở mình hư, phải đi bộ. Thấy không? Có người đi thì vui vẻ, có người đi thì hầm hầm bực bội. Là do cái gì các vị? Đó, có hai cách nhìn xảy ra. Một người đi bộ vẫn vui là lâu lâu được đi bộ, cho nên là không sợ béo phì, mà thấy đường phố cũng đẹp, mà đi bộ như vậy cũng vui, thấy hạnh phúc.
được đi với cái người mình thân, mình thích, nói chuyện. Còn một người nữa cứ bực bội, cằn nhằn. Tự nhiên hết ngày xe hư rồi, bữa này hư xe. Bực mình quá, bực mình. Lại thêm có một người nữa là than là vì là đeo một cái ba lô cái gì trọng mà quá trời đồ. Đủ thứ hết. Đeo một hồi đi quá mệt. Con người thì đi phơi phới à. Hỏi sao anh vui hoài vậy? Nói anh đeo nguyên cái ba lô quá nặng. Còn tôi đi tay không. Nói sao vậy? Lên trễ anh thầy cho nước uống. Tới trưa làm gì không có cơm ăn. Cho nên tôi đi không, tôi khỏe. Vậy là cũng là một quan niệm sống. Đồng ý không? Cứ biết đủ thôi các vị. Phải biết lo. Nhưng mà đừng có quá tham, vác nặng. Cho nên một trong những điều rất quan trọng làm cho đời sống mình hạnh phúc là hãy thay đổi cái nhịp. Nó tự tâm mình chứ không có ai gắn cho mình cái kiến gì để mình nhìn hết trơn á. Mà mình phải tự thay đổi. Mà nếu mình biết thay đổi cái nhìn, biết ơn cuộc đời, thì lúc nào mình cũng cười và nói lời cảm ơn. Mà cái người hay nói lời cảm ơn có dễ thương không? Dễ thương. Mà cái người cằn nhằn hoài có dễ thương không? Không thương nổi. Cho nên cái thay đổi cái nhìn này làm cho từ trường tốt đẹp và chúng ta có an vui, hạnh phúc. Cuộc sống này nó phải bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng sức lao động mới có an vui. Chứ nói sư nói thay đổi cách nhìn là rồi, cái là về. Coi như bả cho ăn cái gì cũng được hết. Cái gì cũng cảm ơn hết, miễn bà cho tôi nằm dài là được rồi. Vậy là hiểu sai ý của sư. Thay đổi cách nhìn để đừng cằn nhằn. Nhưng mình cũng phải thay đổi tự thân mình. Tốt lên, siêng năng lên, vui vẻ lên. Và biết quan tâm, lo lắng. Đó. Nếu mà mình có những cái tánh xấu mà nói hoài không thay đổi là biết cái này nhiều kiếp rồi nha. Mà bây giờ không tích cực thay đổi thì sao? Thì đời mình trong mắt người khác rất là chướng. Tại mình làm biếng. Cái người siêng đi đến đâu người ta cũng quý. Các vị để ý đi. Thì trong nhà mình cũng vậy thôi. Cái người siêng năng có hiếu với cha mẹ, đã nói là làm, không nói vẫn làm, thì ai cũng yêu quý. Vì vậy để cho cuộc sống này được hạnh phúc, chúng ta không được làm biếng. Già siêng theo tuổi già, trẻ siêng năng theo tuổi trẻ. Chứ đừng có tự dung túng, ích kỷ, thương cái thân mình. Trong khi đó mình thấy không? Có những người mắt mù, tai điếc, tật nguyền. Mình có tất cả, nhưng mà mình lại không siêng năng. Mình không tích cực. Thì đó là đánh mất đời sống. Dù mình còn sống đây, nhưng mà như đã chết rồi. Và như vậy làm sao biết là mình có những thói hư tật xấu? Người ta phê bình mình có không bao giờ nghe hết. Đừng có nói xấu tôi, đừng có ganh ghét tôi, chứ không bao giờ nghe. Muốn biết mình có tật xấu hay không, mình cũng lắng nghe. Để mình chuyển hóa tự thân. Tôi có nhiều chuyện không? Ta nói có, bà nhiều chuyện lắm, là mình phải xét lại. Có khi không có biết hỏi ai hết, mình phải tự ngồi xuống im lặng, tự quán chiếu rằng từ sáng tới giờ mình nói nhiều hay mình nghe nhiều. Mà mình nói á, thì cái điều mình nói có lợi ích không? Hay là mình nói chuyện người này, chuyện người kia. Mình đem lửa ở ngoài đường vô nhà mình. Mình phải suy xét là từ sáng tới giờ mình nói có lợi ích không? Vì vậy mình thay đổi cách nhìn và tự thân mình, tự tâm mình cũng chuyển hóa. Mỗi người sinh trên đời có một thân phận, hoàn cảnh khác nhau. Tuy là mình không chọn lựa nơi mình sinh ra, nhưng mà mình thay đổi để cho cuộc sống mình nó tốt lên. Bây giờ sư thấy rằng mình không siêng năng, vô thường đến, mình chẳng kịp làm gì hết. Như vậy, trong cuộc đời của chúng ta là những con người đã quy y Tam Bảo, là chúng ta đang sống trong ánh sáng và được tiếp tục hướng đến ánh sáng. Mình đang tốt rồi, mình được tu tập, nghe Pháp, mình tiếp tục sống trong ánh sáng. Có người sao nào? Đang tốt mà không có tu tập, giờ bắt đầu làm ăn,
làm ăn không chân chánh, làm phi vụ, trộm cướp, tà hạnh, dối trá, cho nên đang trong ánh sáng đi vô bóng tối. Có người thì là đang sống trong bóng tối mà không có duyên được tu tập, không biết nghe pháp, không biết tu trì, cho nên tối hoài, đã tối là tiếp tục tối nữa. Có người đó thì đang sống trong bóng tối mà thấy huynh đệ nghe pháp về đời sống người ta an lạc, cái rồi cũng cho tôi đi tu với. Cái thấy rất là hay, tinh tấn lên, chuyển hóa lên, thay đổi đời sống, không có trách móc nhiều, không có bất hiếu với cha mẹ, đối với vợ chồng thuận thảo, chung thủy, đối với anh em giúp được cái gì thì giúp, không có hơn thua cãi vã. Mình thay đổi đời sống của chính mình, bởi vì một ngày nào còn sống thì cứ tạo những cái nhân lành, để rồi sẽ được có quả lành hạnh phúc. Còn khi không nghe pháp, ngày nào cũng càm ràm, nói xấu, chê bai, trách móc. Và do đó, trước khi trách móc cuộc đời này, mình hãy chuyển hóa tự thân mình. Mà mình muốn sống trong chánh kiến, thay đổi đúng, thì mình phải nghe pháp, coi kinh, nghe lời các bậc thiện hữu tri thức dạy bảo mình. Thì có như vậy, cuộc sống của mình nó mới an lành, hạnh phúc trong chánh pháp, thưa các vị. Cuộc đời này, mình hãy chiến thắng bản thân. Đó. Và muốn được thành công thì thế nào cũng phải có một vài lần thất bại. Đừng có buồn. Thất bại là mẹ thành công. Tin rằng mình sẽ chuyển hóa được cuộc sống của chính mình. Bởi vì chỉ có sự chuyển hóa thì chúng ta mới có thể đến cái mục tiêu chân thiện mỹ trong cuộc sống. Không có sợ thay đổi, bởi vì cuộc sống là phải thay đổi. Đời sống này là vô thường, cho nên không có sợ thay đổi, thưa các vị. Vô thường đó là bản chất của cuộc sống. Cuộc sống như một dòng chảy vậy đó, thay đổi hoài, thay đổi hoài. Cho nên những cái chuyện đến đi, thành công thất bại hay vui buồn, chúng ta nói nó là điều tất nhiên của cuộc sống rồi, không có nên lấy nó làm việc quan trọng. Bởi vì đời sống này là vô thường, cho nên thay đổi là tất nhiên. Nếu con người ta chấp nhận được những sự thay đổi mà không có khủng hoảng là chứng tỏ tu rất giỏi. À, hoan hỷ trước mọi cái sự biến thiên, thành công, thất bại của cuộc đời. Và muốn như vậy, chúng ta hãy mở rộng cái từ tâm của mình ra. Cuộc sống này là hạt thành cây, cây thành rừng, mưa thành sông, sông ra biển, ấu trùng thành ong, ong bay thành đàn, một thành nhiều, rồi nhiều cũng có khi thành một, nghĩa là thay đổi luôn luôn, vũ trụ biến đổi không ngừng. Mình hãy chấp nhận những sự thay đổi đó bằng một lòng hoan hỷ. Cho nên hồi sáng có 200.000 mà chiều đâu nó biến mất rồi, nó mất rồi tìm không ra thì thôi. Chứ có người có 200.000 nó bỏ ăn luôn 3 bữa, quá lỗ. Thì thôi, đáng lẽ mình có 200 mà mất rồi thì thôi người khác xài. Nhưng có người không nghĩ như vậy, bắt đầu nghi. Thấy không? Ông có lấy 200 của tôi không? Ông, tôi lấy của bà làm gì? Bắt đầu nghi con. Không, bắt đầu nghi cái bà sáng qua thăm mình. Nghi cái này, nghi cái kia. Mà sư nói các vị mất tiền nó không buồn, mà nghi nó mới khổ. Thành ra là 6-7 người thành kẻ thù của mình hết trơn. Người nào cũng ăn cắp 200.000 mà biết ai. Thì có phải là mình không còn thương ai nổi không các vị? Hết thương ai nổi. Tại mình ai mình cũng nghi người ta lấy tiền mình. Bây giờ mình học cách thay đổi cách nhìn. Thì mất 200.000 rồi thôi. Có người khác dùng, mình mong cái người lượm 200.000 đó sẽ dùng đúng việc, đúng mục đích, thì mình cũng được phước. Mà họ làm cái việc gì có ý nghĩa thì mình cũng cảm ơn. Mình đừng có nghi ngờ và đừng có tiếc nuối. Bởi vì hôm nay mình học bài pháp gì? Thay đổi cách nhìn và được hạnh phúc. Khi có những việc không như ý, buồn phiền đến với mình, thì mình sẽ tập nghĩ như vậy nè: điều này rồi cũng qua đi. Hãy tập nói câu đó.
điều này rồi cũng qua đi. Điều này rồi cũng qua đi. Cái gì nó cũng qua hết đó các vị ơi. Điều này rồi cũng qua đi. Cái gì cũng vậy hết. Cho nên khi có điều gì bực mình, ví dụ ai chửi mình nói điều này cũng qua, chẳng bà chửi tới già tới chết sao? Rồi thôi. Thay vì nói lại, mình sẽ nói gì? Điều này rồi cũng qua đi. Cho nên vui cũng vui vừa thôi. Buồn cũng buồn vừa thôi. Tức thì không thèm tức. Tại vì sao? Và Đức Phật muốn cho chúng ta thay đổi quan niệm, thay đổi cách nhìn bằng cách cho chúng ta học Phật Pháp quy y Tam Bảo. Và cho nên chúng ta đã quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chúng ta phải giữ gìn năm giới. Chúng ta không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không cờ bạc rượu chè, không bất hiếu. Chúng ta sống tốt, đó là chúng ta đang thay đổi tự thân. Để cho mà cái con người thay đổi tự thân thì tự nhiên con người ta sáng suốt. Mình sáng suốt mình mới thay đổi được cách nhìn. Còn mình không sáng suốt á, mình thay đổi cách nhìn á là rất là nguy hiểm vì không có trí tuệ. Nên nhớ như vậy. Muốn thay đổi cách nhìn cho tốt, cho sáng suốt, chúng ta phải có trí tuệ. Cho nên một bài pháp rất là đơn giản này, nhưng hy vọng chúng ta có niềm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.